Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh của Phương Nghĩa Westin cho một cái video để chuẩn bị cho cái phiên khai xuân đầu năm của năm 2024, là một trong những cái năm mà mọi người đang kỳ vọng là thị trường chứng khoán sẽ có một cái năm bùng nổ và gọi là tăng về những cái vùng kỳ vọng, đó là cái vùng 1.400 đến 1.500. Tuy nhiên, trong cái video này em sẽ đề cập và phân tích nhà đầu tư mình để điểm qua những cái góc nhìn cũng như là review lại các nhóm ngành để cho nhà đầu tư mình định hình được cái trong cái giai đoạn này chúng ta và tính thời điểm để chúng ta tham gia thị trường. Và cái tựa đề ngày hôm nay mà em muốn gửi đến nhà đầu tư mình đó là có một cái phiên gọi là phiên khai xuân bùng nổ, và chúng ta có nên mua mới không nếu mà thị trường nó có một cái phiên bùng nổ rất mạnh. Rồi, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video. Trước khi bắt đầu vào video thì nhà đầu tư có thể ủng hộ kênh bằng cách có thể là bỏ ra 1 giây để có thể nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên. Nếu cảm thấy video đó hữu ích thì nhà đầu tư có thể để lại một nút like. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì chúng ta biết là kết thúc cái phiên cuối năm, thị trường nó tăng rất mãnh liệt và phiên tăng 10 điểm, và thị trường nó hướng về những cái vùng 1.200. Và với những cái thông tin rất là tích cực về thị trường thế giới như thị trường chứng khoán Nhật Bản vượt đỉnh, thị trường chứng khoán Mỹ hào hứng, và mặc dù chúng ta có những cái thông tin về CPI của Mỹ, tuy nhiên khả năng nếu mà thị trường cái tựa đề ngày hôm nay chúng ta theo dõi là khai xuân bùng nổ của năm mua mới, nếu mà thị trường nó có những cái sự hưng phấn trong cái phiên ngày đầu tuần, và thị trường nó hướng về những cái mốc một vượt qua những cái vùng 1.200, có thể tiến lên những cái vùng cao hơn, thì chúng ta có nên mua mới hay không? À, đúng không? Đó là cái gốc, cái đó là cái câu hỏi mà nhà đầu tư hiện tại là gần như người ta muốn qua Tết để người ta bắt đầu có thể giải ngân trong cái giai đoạn mà thị trường đang có rất nhiều sự kỳ vọng trong năm 2024, đúng không? Rồi, với những cái phiên tăng này thị trường đã có một cái nhịp tăng rất mạnh và thị trường nó đang là uptrend nha các bạn. Lưu ý, chúng ta đang có một con sóng uptrend. Tuy nhiên con sóng này uptrend này được dẫn dắt bởi các cổ phiếu của dòng dòng bank. Lưu ý, chúng ta đang có một cái dòng leader và dòng dẫn sóng xuyên suốt trong cái giai đoạn này. Từ sau cái phiên bùng nổ vào ngày 3 tháng 1 thì thị trường đã đi lên được một đoạn từ 1.000 không đi lên một đoạn khoảng hơn một tháng này, và thị trường nó đã tiệm cận vùng 1.200. Nếu thị trường nó mở gắt thì chúng ta có nên mua mới không, và chúng ta nên mua cái gì? Đó là cái câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư mình đang muốn mua giải ngân mới trong cái giai đoạn này, là chúng ta cần muốn có được một câu trả lời. Và nhiều nhà đầu tư mình cực kỳ đang quan tâm khi mà thị trường thế giới nó đang có rất nhiều sắc thái tích cực trong giai đoạn này, với nhiều sự kỳ vọng trong cái năm 2024, nơi một cái năm mà hội tụ nhiều cái yếu tố để giúp cho thị trường đi lên. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái luận điểm của Phương Nghĩa Investing mà em chia sẻ và nhìn nhận lại về thị trường trong giai đoạn này. Thứ nhất, chúng ta nên phân biệt được là sóng ngành và cái dòng nó đi lên và nó ăn theo thị trường trong cái giai đoạn này. Thứ nhất, chúng ta cần khẳng định lại dòng band. Dòng band hiện tại vẫn là đang là cái dòng dẫn sóng và là cái dòng để gọi là cái dòng gọi là linh hồn của cái con sóng của thị trường đi lên trong giai đoạn này và đi lên trong xuyên suốt cái năm 2024 này. Và nhiều cái cổ phiếu dòng band nó vẫn chỉ mới là chân sóng mới thôi các bạn. Lưu ý là với những cái cổ phiếu mà nhà đầu tư mình đang 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 nói đó là giá cao, ví dụ như là gì, em lấy CTG đây. Nếu mà chúng ta có một cái view và một cái góc nhìn đó, đó là một cái góc nhìn mà chúng ta xa hơn đó, thì những cái cổ phiếu này nó cũng chỉ mới bắt đầu từ những cái đoạn chân sóng như thế này thôi đó, và nó bắt đầu từ những cái đoạn chân sóng như thế này đó. Đó, chân sóng này, hay là bắt đầu những cái đoạn chân sóng như này, hay là nó chỉ mới bắt đầu những cái đoạn chân sóng như này trong quá trình đi lên. Đây là trên cái đồ thị tuần. À, và quá trình đi lên nó vẫn còn rất xa. Với những cái này gọi là mới những cái thời điểm gọi là đầu chu kỳ, thì cái quá trình đi lên của những cái cổ phiếu này như là những cái video mà em đã review thì nó phải hướng đến những cái vùng xa hơn, đó là cái vùng 50 trong cái chu kỳ của nó, đúng không? Đó, quan trọng là tính thời điểm để chúng ta mua và trong 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 cái chu kỳ này thôi. Rồi, rồi chúng ta cùng quay lại hay những cái cổ phiếu như là Techcombank. Nhiều nhà đầu tư mình chê hoặc là mình nhiều nhà đầu tư mình bắt đầu nó có những cái, ví dụ những cái cổ phiếu Techcombank này, đây là cái cổ phiếu nó có cái phiên xác nhận vào cái phiên cuối năm với cái phiên bùng nổ, thì đây là cái phiên bùng nổ nó xác nhận bắt đầu một cái chu kỳ mới của cổ phiếu này nha. Lưu ý nha, đây là một cái phiên xác nhận của dòng tiền và tổ chức để nó xác nhận đây là một cái phiên khởi động cho một cái chu kỳ mới của cổ phiếu này. À, lưu ý nên cái cổ phiếu này sẽ là cái cổ phiếu tâm điểm, và nó sẽ là cái cổ phiếu sẽ hướng về những cái vùng đỉnh cũ trong giai đoạn sắp tới của năm 2024 đối với dòng bank, đối với những cái cổ phiếu này và những cái cổ phiếu mà nó chưa lên. Rồi chúng ta sẽ cùng quay lại review lại chút về cái định hướng góc nhìn của em đối với thị trường trong cái giai đoạn sau Tết. Rồi chúng ta cùng quay lại.
Thì nó là cái dòng dẫn sóng cho con sóng uptrend của những cái tháng của năm 2023, từ đầu tháng 1 và bắt đầu cho cái con sóng uptrend của năm 2024. Và chúng ta chia nó làm hai nhóm, đúng không? Nhóm dẫn dắt đã vượt đỉnh, đó trong có cái ICB, CDG và MBB và BID, và cái nhóm chưa vượt đỉnh còn lại và những cái cổ phiếu chưa vượt đỉnh mọi thời đại, đúng không? Và nó đã có xác nhận đi lên, ví dụ như cái cổ phiếu Techcombank đã có tín hiệu xác nhận đi lên trong cái phiên cuối cùng của năm, trong cái phiên cuối cùng của cái năm năm 2022, trước khi mà chúng ta bắt đầu cái kỳ nghỉ lễ đó. Đây là cái phiên xác nhận các bạn, đây là cái phiên xác nhận rồi. Chúng ta cần chú ý gì trong giai đoạn sắp tới ở ở giai đoạn này? Rồi thứ hai là nhóm chưa vượt đỉnh, thì lát nữa em sẽ review lại cho nhà đầu tư mình để chúng ta chú ý điều gì đối với nhóm cổ phiếu chưa vượt đỉnh. Nếu mình trong cái nhóm cổ phiếu chưa vượt đỉnh này nó có những cái tín hiệu xác nhận, ví dụ như VIP đó các bạn, ngoài ngoài Techcombank thì chúng ta có VIP nữa nha các bạn. VIP nó cũng có những cái tín hiệu xác nhận nè, nó bắt đầu vào những cái, đây là những cái tín hiệu xác nhận nó bắt đầu vào cái chu kỳ mới nè. Chúng ta nhìn một cái bức tranh nó rộng ra, một bức tranh rộng ra thì nó mới chỉ bắt đầu chân sóng trong một cái chu kỳ mới thôi, còn đây là vùng đáy nha, bắt đầu chân sóng trong chu kỳ mới. Quan trọng là chúng ta chọn thời điểm và tính thời điểm để chúng ta bắt đầu, muốn mua nó thì chúng ta phải chọn tính thời điểm trong giai đoạn sắp tới, cực kỳ quan trọng, nó phụ thuộc vào điều kiện của thị trường trong giai đoạn sắp tới, đúng không? Rồi thứ hai, nếu mà trường hợp những cái cổ phiếu này, những cái cổ phiếu mà nhà đầu tư mà muốn đang xem trong cái video này, nếu nó có tín hiệu bùng nổ, ví dụ như là Ocean Bank, Ocean Bank đúng không, hay là MSB hay là STB này đó, những cái cổ phiếu này nếu nó bùng nổ thì nó sẽ báo hiệu một điều gì cho cái con sóng sắp tới của dòng bank, và có nghĩa là thị trường nó sẽ đi lên rất mạnh mẽ nếu mà những cái cổ phiếu ở kênh dưới, có nghĩa là chúng ta đã có những cái cổ phiếu kênh trên nó vượt đỉnh, nó đã đi lên, nó đã khẳng định được sức mạnh của nó rồi, thì những cái cổ phiếu kênh dưới, ví dụ là chúng ta đã có sự xác nhận của Techcombank rồi. Đó, sẽ là cái Techcombank rồi. Chúng ta đã có một cái sự xác nhận dòng tiền cũng của các cổ phiếu của gì các bạn, của VIP rồi. Chúng ta có sự đi lên của các cổ phiếu này rồi. Chúng ta chỉ chờ thêm một sự xác nhận còn phần còn lại của các cổ phiếu dòng bank kênh dưới, ví dụ như là Ocean Bank, TV Bank, MSB hay là STB trong cái giai đoạn này để cả cái ngành đi lên. Nếu mà những cái cổ phiếu như Ocean Bank này hay là TV Bank này mà nó có một cái sự bùng nổ trong cái phiên đầu tuần hay là trong cái sau Tết, nghĩa là những cái cổ phiếu như là Ocean Bank này đó, nó đang tiệm cận cái vùng đỉnh và nó muốn bùng nổ, là nó chỉ chờ, gọi là chờ một cái phiên xác nhận, nó đang có cái phiên nhà. Nếu trong cái phiên sắp tới mà nó có cái sự bùng nổ xác nhận nó vượt đỉnh này nè, nó giống như Techcombank, nó giống như Techcombank, nó giống như Techcombank, nó có một cái phiên này, nếu nó có, nếu thằng Ocean Bank nó có một cái phiên giống như Techcombank này, là một cái phiên xác nhận cả về giá và khối lượng của dòng tiền tổ chức ở đây, gọi là dòng tiền đẩy giá ở đây, thì nó sẽ bắt đầu, nó thị trường nó sẽ báo hiệu đó là thị trường có thể chạy lên về những cái vùng 1.250 luôn. Nhưng chưa chắc gì nhà đầu tư mình kiếm được tiền, tại vì sao, nó chỉ tập trung ở những cái cổ phiếu mà đó là những cái cổ phiếu của dòng ben mà nó chưa chạy ở kênh dưới, đúng không? Đúng không? Rồi chúng ta chú ý nha, nếu mà nó có những cái cổ phiếu như là gì nè, Ocean Bank và TV Bank, TV Bank đó nha các bạn, mà nó xuất hiện những cái phiên bùng nổ với khối lượng lớn, ví dụ phiên này là cái phiên tầm 30 triệu, phiên này là tầm 24 triệu, xuất hiện những cái phiên trên 20 triệu đến trên 30 triệu mà nó bùng nổ, nó vượt luôn cái vùng này, nó vượt luôn những cái vùng này, nó tiệm cận những cái vùng đỉnh đó, tiệm cận những cái vùng đỉnh đó, thì đó là những cái dấu hiệu khởi sắc để chúng ta có thể là cho chúng ta biết được là thị trường có thể nó sẽ kéo về luôn những cái vùng 1.250. Tuy nhiên danh mục cổ phiếu nhà đầu tư mình có tăng hay không, nó là điều quan trọng. Cái thị trường nó mở gap luôn rồi chúng ta mua cái gì, chứ không phải là chúng ta và chúng ta sẽ review là trạng thái các nhóm ngành còn lại nó không có điểm mua. Chúng ta lưu ý nha, em nhấn mạnh một từ này, trừ dòng ban ra những cái cổ phiếu chưa chạy, những cái cổ phiếu chạy rồi thì chúng ta không thể nào chúng ta đu vào, chúng ta phải chờ những cái cuộc rung lắc điều chỉnh thì chúng ta mới mua được. Còn những cái cổ phiếu hầu hết em review các nhóm ngành còn lại, cả những cái nhóm ngành đi lên như khu nghiệp rồi hay là kiểu những cái nhóm ngành như dòng thép, dòng bất động sản thì gần như chưa xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu nào để mua, đặc biệt là sự quan tâm của nhà đầu tư mình đang đặc biệt cực kỳ quan tâm đến cái dòng chứng khoán. Tuy nhiên nó chỉ dành cho những nhà đầu tư đã có hàng, còn đối với những nhà đầu tư mua mới thì cái vị thế để giải ngân cho những cái phiên sau Tết và đặc biệt là cái phiên khai xuân đầu đầu xuân mà thị trường nó tăng mạnh, nó bùng nổ, nó tạo gáp đầu phiên và tạo phốt đầu phiên, nó tạo một cái sự FOMO đầu phiên, thì đó không phải là cái điểm mà nhà đầu tư mình giải ngân trong giai đoạn này. Tuy nhiên đối với những cái cổ phiếu dòng bank, nếu như là TP Bank, Ocean Bank, MSB hay là những cái cổ phiếu
kênh dưới của dòng bank mà nó bùng nổ cái sự xác nhận thì thị trường có thể nó đi lên và chúng ta có thể giải ngân ở những cái cổ phiếu dòng bank. Tuy nhiên những cái cổ phiếu còn lại có thể nó đi lên, ví dụ dòng chứng khoán nó hưởng ứng theo thị trường nó đi lên. Tuy nhiên nó không phải là cái điểm giải ngân phù hợp cho cái nhà đầu tư mình nếu mà nó FOMO vào trong cái phiên khai xung bùng nổ đầu phân. Là tại vì sao? Và góc nhìn sâu review tất cả cái nhóm ngành gần như nếu mà nó tăng thì nó tăng là nó tăng theo hiệu ứng của thị trường khi mà dòng banh nó bùng nổ, nếu nó có bùng nổ. Hoặc là nó tăng khi mà thị trường đang đang đón nhận những cái thông tin tích cực từ những cái thị trường thế giới như thị trường chứng khoán Nhật Bản bùng nổ, thị trường chứng khoán châu Á và châu ở Mỹ nó bùng nổ vượt đỉnh mọi thời đại, đúng không? Thì nó tăng. Tuy nhiên nó có phải là điểm giải ngân cho nhà đầu tư mình muốn giải ngân mua mới không? Nó không phải là cái điểm giải ngân phù hợp ở thời điểm này. Và chúng ta bắt buộc phải chờ cái gì vậy? Chờ những cái cú điều chỉnh. Chờ những cái cú điều chỉnh. Ví dụ về những cái vùng này, họ nó lên những cái vùng này, nó gặp những cái áp lực lượng cung bên này nè, nó gặp những cái cú điều chỉnh. Còn giả sử trường hợp những cái cổ phiếu như TP Bank, hay là những cái cổ phiếu Ocean Bank, hay là những cái cổ phiếu mà kênh dưới như là còn lại, như là còn lại của dòng bank á, mà nó không bùng nổ nè. Ví dụ như trường hợp em lấy ví dụ Ocean Bank này, Ocean Bank này, nó bùng nổ lên, xong nó bị bán ngược trở lại. Là chúng ta hiểu một cái điều là gì? Nếu những cái cổ phiếu này nó bùng nổ xác nhận mà nó không đi lên, hay là những cái cổ phiếu như là Techcombank này, nó đã bùng nổ rồi mà nó không đi lên, mà nó xuất hiện những cái tín hiệu gì bán ngược lại, hay là những cái cổ phiếu mà phía dưới của dòng band mà nó chưa đi lên nha, nó chưa đi lên, giả sử nó chưa đi lên, ví dụ như STB nè, nó bùng nổ nó lên lên STB nè, thì đó là những cái điểm kích hoạt. Ví dụ nè, nó xuất hiện một cái phiên tầm 40 mấy 50 triệu ở đây nè, trên 40 mấy 50 triệu đây, thì đây là điểm kích hoạt. Nó giống như gì? Cái cổ phiếu của Techcombank thì đây vẫn là điểm giải ngân. Còn nếu mà nó không xuất hiện thì chúng ta không, thì chúng ta bắt buộc là có thể thăm dò. Đây là điểm nè, điểm cược nè, đây là điểm cược nè. Nhưng mà gì, nó phải có điểm xác nhận thì chúng ta mới giải ngân thêm, lưu ý nha. Còn nếu mà chúng ta có thể giải ngân mới thì chúng bắt buộc là chúng ta phải cầm cái chu kỳ 3 tháng 6 tháng trở lên thì chúng ta mới giải ngân mua mới, đúng không? Rồi, hay là những cái cổ phiếu còn lại của dòng bank mà nó chưa đi lên mà nó đi lên. Ví dụ những cái cổ phiếu này rất dễ xuất hiện những cái tín hiệu xác nhận. Ví dụ này, đây là những cái phiên tầm 22 triệu xuất hiện những cái phiên trên 22 triệu nó bùng nổ này, thì đây là tín hiệu để nó biết, chúng ta biết là gì, chúng ta có thể giải ngân, thì xác định cho một cái chân sóng chu kỳ mới. Tuy nhiên các cổ phiếu còn lại như dòng chứng khoán hay là dòng bất động sản, dòng gì nó hưởng ứng đi lên theo cái hiệu ứng gì đó của thị trường thì có thể đi lên. Tuy nhiên nó không phải là điểm giải ngân cho nhà đầu tư mua mới đối với cái dòng không phải là dòng bank. Nếu mà những cái cổ phiếu này đi lên và thị trường nó đi lên mà nó phù hợp cho những cái nhà đầu tư đã có sẵn hàng để lên cái kế hoạch, đó là gì? Tỉa dần và chốt lại một phần margin trong cái danh mục của mình. Lưu ý nha, chúng ta phân biệt được hai cái khái niệm rồi. Rồi chúng ta tiếp tục và cái chúng ta nắm được cái vấn đề có nghĩa là nếu thị trường bùng nổ mà thị trường nó bùng nổ thành công ở các cổ phiếu phía dưới của dòng bank như là MSB, TP Bank, Ocean Bank hay là STB đúng không? Thì chúng ta sẽ có một những cái điểm mua kích hoạt và thị trường nó có thể tiến về những cái vùng 1250 rất nhanh trong vòng 1 đến 2 tuần sau Tết. Và các cổ phiếu còn lại của các dòng khác có thể nó vẫn đi lên, như dòng chứng khoán nó vẫn đi lên. Ví dụ những cái cổ phiếu như là VDS nó có thể nó lên về vùng đỉnh hoặc là vượt đỉnh. Đó, hoặc là những cái cổ phiếu như là VCI nè, đúng không? Nó có thể nó đi lên về những cái vùng kháng cự của nó. Đi lên về những cái vùng kháng cự đó. Tuy nhiên nó có phải là điểm mua không? Nó có phải là thời điểm giải ngân hay không? Nếu nó bùng nổ thì xin thưa đó là không phải là thời điểm. Nó chỉ dành cho những nhà đầu tư đã giải ngân vị thế ở cái vùng nền phía dưới này thôi, để chúng ta nắm giữ và chúng ta chờ thời điểm nó chốt lại. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại nhóm chứng khoán chưa có sóng ngành nha các bạn. Lưu ý nha, nhóm mạnh ạ, nhóm chứng khoán nó chưa có sóng ngành, không phải vì lý do là nó có nhiều cổ phiếu vượt đỉnh mà nó có sóng ngành. Lưu ý nha, nó chỉ là những cái cổ phiếu đi lên theo thị trường, lưu ý nha. Nhưng cái nhóm chứng khoán này chắc chắn sẽ là một cái nhóm nó sẽ có sóng trong cái năm 2024 với nhiều cái câu chuyện được kể. Tuy nhiên tính thời điểm đó gì nè, thường thường nó sẽ xảy ra, ví dụ như trường hợp những cái cổ phiếu này xảy ra sau khi nó về vùng đỉnh, nó có cái cú rũ gì nè, nó có cái cú điều chỉnh. Nó có cái cú điều dụ, nó về những cái vùng kháng cự đó, và sau đó nó có cái cú điều, nó có thể ví dụ trong 1-2 tuần, nếu mà những cái cổ phiếu bank mà MSB đúng không, STB nè, Ocean Bank nè, hay là TP Bank nè, mà nó bùng nổ
sau đó gì, những cái cổ phiếu này đi lên hay là VND nó đi lên, VND nó đi lên, nó cũng có phiên, có thể nó sẽ đi lên, có thể nó sẽ đi lên, có thể nó sẽ đi lên. Tuy nhiên nó có phải là điểm nhảy không? Nó không phải là điểm nhảy không, nó chỉ dành cho những nhà đầu tư có vị thế ở đây thôi, đúng không? Rồi chỉ khi nào đối với nhà đầu tư mua mới mà chúng ta muốn giải ngân, nếu mà đầu phiên nó tăng như thế này rồi thì chúng ta bắt buộc chờ, ví dụ nó về những vùng này thì những cái cổ phiếu này nè, là những cái cổ phiếu từ phía dưới đi lên, là nó đi lên sâu, là những cái cổ phiếu nó yếu hơn những cái cổ phiếu như MES, HCM hay là những cái cổ phiếu khác của cái dòng chứng khoán, đúng không? Thì thường thường sau cái cú điều chỉnh này nè thì bắt đầu nó vào chính sóng nè, nó giống như cái trường hợp mà nó xảy ra đối với những cái cổ phiếu như SSI nè hay là FTS gì đó. Đó, nó xảy ra trong chu kỳ trước của nó nè. Có nghĩa là sao? Nó chưa vào chính sóng. Mặc dù có nhiều cái cổ phiếu trong chu kỳ đó thì cái cổ phiếu VND nó lên trước, thì trong chu kỳ này chúng ta có cổ phiếu gì, HCM, MBS nó đi lên trước rồi. Đó, nó lên tới đây xong nó có cái điều chỉnh này. Thì bắt đầu từ cái giai đoạn này bắt đầu nó vào sóng nè. Thì cái giai đoạn này gọi là giai đoạn thăm dò nè. Đây đó là sau cái cú đủ thì nó mới là vào sóng được. Lưu ý nha, chúng ta lưu ý. Nên trong cái giai đoạn này những cái cổ phiếu này nó chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư đã có hàng rồi. Có hàng rồi và nó về những cái vùng này. Nếu mà nó về được những cái vùng này mà nó không có, và thị trường nó đi lên mà nó vẫn không có dấu hiệu bùng nổ đi thêm với những cái cổ phiếu leader như HCM, HCM đúng không? Không HCM đúng không? MBS mà nó không đi lên, đây là những cái cổ phiếu gì? Vượt đỉnh của cái dòng mà nó vẫn không đi lên, nó vẫn không đi lên mạnh mẽ, dứt khoát vào dòng tiền nó vẫn không chịu vào, cái dòng tiền nó vẫn đẩy giá nó không chịu vào, nó chỉ lên đường đoạn là sao, nó lình xình cái đoạn này, nó lình xình cái đoạn này miết. Thì chúng ta phải hiểu điều là gì, sóng nó chưa bắt đầu của dòng này mà nó sau cái nhịp điều chỉnh này thì nó bắt đầu lên. Chúng ta nhìn VND này, đó là cái cổ phiếu vượt đỉnh trong cái chu kỳ trước của nó, và trong cái chu kỳ trước và chu kỳ năm 2021 này, nó là cái cổ phiếu dẫn đầu, nó là những cổ phiếu dẫn đầu. Chúng ta thấy nào, đó là cái cổ phiếu này nó vượt đỉnh lên, nó khác gì MES trong giai đoạn hiện tại không? Nhưng mà gì, nó có khác gì cái cổ phiếu HCM và MBS trong cái giai đoạn hiện tại mà chúng ta đi nhìn thấy không? Nhưng nó chỉ gì, nó chỉ đi lên chính sóng sau cái nhịp điều chỉnh và rũ bỏ của thị trường ở đây, thì bắt đầu tất cả các nhóm ngành nó đi lên trước này. Ví dụ ngay trước này, ngày 5 tháng 5 nó đi lên trước, sau đó là cái cổ phiếu SSI nó mới đi lên sau, sau đó cái cổ phiếu SI và cả toàn bộ các cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nó bắt đầu nó đi lên sâu sau cái ngày 5 tháng 5 này. Ngày 5 tháng 5 là cổ phiếu EVN đi lên trước, nó đi lên từ cái ngày này rồi, đi lên từ cái ngày ngày 5 tháng 5 rồi, thì cái cổ phiếu SI nó bắt đầu nó có cái điểm bắt đầu giải ngân ở đây này, từ ngày 10 tháng 5, từ cái ngày 20 tháng 5 thì nó bắt đầu nó mới vượt đỉnh. Thì những cái cổ phiếu còn lại trong cái dòng nó lên Visa này, thì Visa trong cái chu kỳ đó nè, có nghĩa là chúng ta phải lưu ý tính chu kỳ và đặc điểm của cái dòng. Thì những cái cổ phiếu này tới ngày ngày 5 tháng 5 thì thằng VND nó đã rủ xong mà đi lên, thì những cái thằng này nó có điểm vượt đỉnh từ cái ngày gì, từ ngày 10 tháng 5 nó vượt đỉnh sau cái nhịp gì, sau cái nhịp điều chỉnh, và chúng ta cho nhìn thấy cái điều này nó lặp lại không đó. Ok, nên cái dòng chứng khoán chưa phải là cái dòng mà nó có sóng ngành, nó chỉ là cái dòng đang có nhiều cái cổ phiếu đi lên, và nó không khác gì cái cổ phiếu của nó không khác gì cái cổ phiếu gì của VND trong chu kỳ trước. Nó là gì, nó nghĩa là nó có một cái cổ phiếu đi lên trước. Tại vì trong chu kỳ trước hồi năm 2021 mà chúng ta có cái cổ phiếu VIN đây này, nó có khác gì cái cổ phiếu HCM, BSI và MES trong cái giai đoạn này không? Trong giai đoạn này nó đi lên trước, sau đó gì? Nó vẫn đi lên lình xình, nó có khác gì HCM trong giai đoạn này không? Nó có khác gì HCM trong giai đoạn này? Nhưng khi nào cho có thể nó tăng này, có thể gì vậy sẽ ok, không biết nó có tăng hay không. Có thể nó bùng nổ đi lên nhưng mà nó không có sự dòng tiền đi vào, và sau cái cú nhịp điều chỉnh này nè, nhịp điều chỉnh này có thể nó không rủ ở đâu, nó rủ ở đây, và giống như VND đây là giai đoạn chính sóng của nó nè. Sau cái nhịp điều chỉnh này nó mới vô chính sóng, thì những nhà đầu tư muốn giải ngân mua mới HCM thì trừ khi nó điều chỉnh thôi, ví dụ nó điều chỉnh về vùng này cũng được, ok, nó điều chỉnh về này được, miễn sao nó có điều chỉnh, hay là MBS nó không còn điểm giải ngân nữa, có nghĩa là trạng thái các cổ phiếu thị trường như dòng chứng khoán là cái dòng đang rất kỳ vọng và nó có câu chuyện về nâng hạng thị trường, nó cũng có câu chuyện về tăng vốn, nhưng để giải ngân mua mới thì bắt buộc chúng ta phải chờ đợi, chờ đợi. Đó, nếu với nhà những cái cổ phiếu dòng chứng khoán mà nó bùng nổ là nó phù hợp trong một thời gian sau Tết này nè, nếu mà những cái cổ phiếu này bùng nổ thì nó phù hợp với nhà đầu tư mình chốt lãi maxim nhiều hơn, thay vì mình giải ngân mua mới những cái điểm mà nó mở gap đầu phiên đối với thị trường. Nhưng mà dòng band thì nó sẽ khác với những cái cổ phiếu này, và là những cái cổ phiếu này nó bùng nổ đúng không, thì nó gọi là điểm kích hoạt, những cổ MSB này bùng nổ với khối lượng khổng lồ này, nó giống như cổ phiếu Techcombank này. Đó, đây là những cái phiên mình bùng nổ khởi tạo cho một chân sóng, lưu ý nha, nó khởi tạo cho một chu kỳ mới của nó, đó,
khởi tạo cho một chu kỳ mới. Chúng ta đang tính chu kỳ, chúng ta không tính là một phiên vài phiên, một vài phiên, chúng ta đang tính chu kỳ bằng vài tháng của nó. Ok, rồi chúng ta cùng nhìn lại nè. Nên chúng ta phải hiểu là gì, những nhà đầu tư nào đang cầm những cái cổ phiếu nè, đây là những cái cổ phiếu này, đây là những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán, đúng không? Rồi đây là những cái cổ phiếu mạnh nó lên trước, đó trong đó có HCM, MBS, đúng không? BSI đó lên trước rồi. Tuy nhiên tại sao nó vẫn chưa đi lên, tại sao nó chưa bùng nổ? Nó có khác gì VND mà em đang ví dụ nhà đầu tư mình nãy giờ, đúng không? Và những cái cổ phiếu mới đi lên nè và sắp sửa muốn vượt đỉnh này, ví dụ FTM này, nó cũng muốn vượt đỉnh rồi, nó đã vượt đỉnh và nó muốn vượt đỉnh luôn rồi, nhưng mà nó còn lình xình cái vùng đỉnh. Những cái cổ phiếu này mới đi lên nè, đây là những cổ phiếu mới lên sau này. Mới lên sau nè. Còn những cái cổ phiếu này gì, nó đang có dấu hiệu là nghe có game tăng vốn. Nó chỉ phù nếu trường hợp những cái cổ phiếu này bùng nổ, ví dụ VDS nó bùng nổ thì nó chỉ phù hợp cho nhà đầu tư mình có hàng sẵn, có hàng sẵn thôi, đúng không? VDS nó có câu chuyện kỳ vọng về mặt tăng vốn, nó về đến vùng này có thể nó vượt đỉnh. Tuy nhiên bây giờ giả sử trường hợp nó vượt đỉnh này, ok cho nó vượt đỉnh, nó vượt đỉnh luôn, nhưng mà sao nó muốn vào chính sóng thì nó phải có cái cú điều chỉnh. Còn cú điều chỉnh nó như thế nào thì nó mới vào chính sóng được. Còn nó sẽ phù hợp cho những nhà đầu tư đã có được những cái vị thế ở đây, để những cái vị thế này để chúng ta cược. Nếu nó rủ thì chúng ta vẫn có cái nền này chúng ta hỗ trợ nó. Nó rủ về cái nền này thì vị thế chúng ta không bị vi phạm. Tuy nhiên những giả sử trường hợp ngày thứ hai nó bùng nổ lên về cái vùng đỉnh cũ, nhà đầu tư mình vỡ mở cái gap, mình lao đầu vào mình mua. Rồi giả sử trường hợp nó lên đây nó ăn, nó đi ngang ở đây khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đó. Rồi sau nó ăn ngay cái cú điều chỉnh, nhà đầu tư mình phải vi phạm, mình cắt lỗ. Sau đó nó vào chính sóng. Thường đó nó vào chính sóng vậy, đi theo mình. Đó, nó không khác gì MBS gì. Chúng ta thấy nè, đây là những cái cổ phiếu lên đầu tiên và dòng tiền đang vào rất mạnh, tuy nhiên nó vào sóng. Nó đây là những cái cổ phiếu đi lên và dòng tiền rất mạnh và đường nào nó sẽ vào sóng. Nhưng mà tính thời điểm nó vào sóng, tại sao nó không đẩy giá luôn? Những cái cổ phiếu như BS2 tại sao nó không đẩy giá luôn? Là chúng ta nhìn nè, nhìn cái đồ thị nè. Những cái cổ phiếu này nó muốn vào sóng nó giống như VND rủ có phải. Nên những cái cổ phiếu này mà nó bùng nổ đi lên không phải là điểm mua, mà chúng ta phải nên chờ đợi nếu chúng ta muốn giải ngân. Đó là cái cách mà chúng ta cũng hình dung với những cái cổ phiếu đầu đàn. Rồi, đầu đàn. Rồi chúng ta qua cái dòng qua trạng thái này, nhóm bất động sản thì chúng ta chỉ chú ý những cái cổ phiếu trong dòng bất động sản, chỉ có cái cổ phiếu BRR đó là cái cổ phiếu leader, cổ phiếu leader 55 là cái cổ phiếu leader trong cái dòng này. Tại vì sao? Nó đã vượt đỉnh và tiệm cận đỉnh. Đặc biệt là cổ phiếu BRR đã có tín hiệu sao? Điều đó không có nghĩa gì, nó có khác gì cổ phiếu BSI và HCM trong cái dòng chứng khoán nó vượt đỉnh. Tuy nhiên nó có sóng ngắn không? Không. Nó chưa có sóng ngắn. Rồi cái nhóm còn lại hiện tại chưa có một tín hiệu nào những cái điểm mua, trừ những cái cổ phiếu riêng lẻ như là DRC, HAG hay là những cái cổ phiếu của dòng những cái dòng khác. Dòng khu nghiệp là dòng đã có sóng dòng. Tuy nhiên dòng này chưa lớn nên ít tác động về mặt chỉ số VN. Chỉ có SJC, GVR, IDC đã vượt đỉnh thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vài cái cổ phiếu trong cái dòng này. Ví dụ nó còn điểm mua không? Quan trọng là nó sẽ còn điểm mua cho nhà đầu tư mình không? Ví dụ như SJC làm gì nữa? Ở cái vùng này làm gì có còn điểm mua? Và nếu nó bùng nổ lên thì không phải là điểm mua, nó chỉ là dành cho những nhà đầu tư đã có những cái vị thế mà cùng hệ thống của Phương Nghĩa Epstein mua ở những cái thời điểm này. Hay là GVR mua từ những cái thời điểm này, hoặc là những cái thời điểm mà thị trường rung đắc như thế này ở vùng này, là để người ta nắm giữ hoặc là người ta mua thêm khi mà nó có sự điều chỉnh sắp tới. Để nắm trong cái con sóng dài hơi hơn. Ví dụ những cái cổ phiếu này định hình cho những cái cổ phiếu này lên những cái vùng 38-40 trong cái chu kỳ này là bình thường, nhưng mà chúng ta phải nắm được một cái chu kỳ ít nhất là trên 3 tháng đối với những cái cổ phiếu này. Hay là IDC này, IDC này nó cũng đã vượt nè, và nó đang, tuy nhiên những cái cổ phiếu này sao nó bùng nổ là nó gặp ngay những cái vùng kháng cự này rất lớn. Thì đối với nhà đầu tư mà đang cầm những cái cổ phiếu này mà cái sử dụng mặt sinh cho cái cổ phiếu này thì chúng ta lưu ý nó bùng nổ lên những cái vùng này thì đây là thời điểm chúng ta có thể chốt cái mặt sinh. Nhưng mà cái phần mà chúng ta mua bằng tiền thịt đó, ví dụ chúng ta giải ngân 1 tỷ cho cái cổ phiếu này, chúng ta có 1 tỷ cho cái cổ phiếu này và chúng ta dùng 500 triệu mặt sinh, thì cái vùng này là chúng ta chỉ bán cái phần mặt sinh 500 triệu, thằng phần 1 tỷ chúng ta mua đây có thể nắm giữ cho chúng ta chịu những cái áp lực rung lắc trong cái giai đoạn sau là bình thường. Miễn sao nó không vi phạm, nghĩa là chúng ta lãi được cái phần mặt sinh cái này nếu mà nó bùng nổ. Giúp tương tự như dòng chứng khoán, nếu chúng ta có mặt sinh thì đó là thời điểm bùng nổ trong những cái phiên sau Tết, đó là thời điểm chúng ta ly mặt sinh nếu mà nó hở gáp đầu phiên. Chúng ta lưu ý cho những nhà đầu tư mình xem, nó không phải là thời điểm giải ngân mua mới. Rồi, là dòng công nghiệp. Rồi, nhìn vào những cái dòng cổ phiếu này, những cái cổ phiếu này nó đang đi lên từ vùng phía dưới, nó có khác gì cái cổ phiếu của SHB không? Nên những chúng ta cầm những cái cổ phiếu này rất dễ nó bị ăn những cú rủ nếu thị trường nó FOMO và những cái cổ phiếu này nó không đi lên mà nó cứ đi ngang như thế này nè, thì rất dễ nó ăn cái cú điều chỉnh. Còn nếu trường hợp ngược lại mà thứ hai nó bùng nổ đi lên, nó tiệm cận đỉnh,
thì đường nếu mà trường hợp nó đi ngang mà nó không tăng, thị trường bùng nổ mà nó đi ngang thì nó sẽ ăn cái cú điều chỉnh này giống như SHB à, và những cái cổ phiếu dòng bank kênh dưới, tại vì nó đi từ dưới đi lên à. Rồi ok, thứ hai là đây là cái nhịp điều chỉnh nó giảm rất sâu và nó chưa có sự tích lũy đủ, thì quá trình đi lên nó sẽ gặp, giả sử trường hợp đi lên gặp đỉnh thì nó sẽ vùng này nó sẽ gặp cái kháng cự rất lớn à, nếu nó bùng nổ lên đây là điểm chốt lãi về mặt ngắn hạn, về mặt mặt sinh thôi. Còn nếu mình tùy với vị thế này chúng ta phải nắm ở đây thì chúng ta chốt lãi mặt sinh, nếu mà chúng ta nó bùng nổ lên tiệm cận vùng đỉnh đối với những cái cổ phiếu như BR đúng không đó, đúng không, DTD ví dụ những cái cổ phiếu SJC, GVR, ADC mà nó bùng nổ lên thì có mặt sinh chúng ta chốt, còn không có mặt sinh thì chúng ta chỉ chốt cái phần mà chúng ta mua thêm mà mặt sinh, nếu không có mặt sinh thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được, nắm giữ hoặc chúng ta chốt một ít lọc đầu xuân tùy nhận được. Với những cái cổ phiếu này rất dễ, nó mà không bùng nổ trong ngày thứ hai, thị trường bùng nổ mà nó không bùng nổ thì nó ăn ngay cú rũ về đây liền, ăn ngay cú rũ về cái vùng này liền là bình thường, ngay cái cản cháo nó ăn ngay cú rũ về đây. Đó. Những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu nhà đầu tư nếu có nắm thì chúng ta lưu ý, đó là những cái cổ phiếu nó chỉ là đánh ngắn cái lượng cung lên còn nhiều, nó mà nổ lên đó là thời điểm gì, chốt margin, chốt lãi ngắn hạn, cái cổ phiếu này bùng nổ là em sẽ chốt hết. Những cái vị thế nằm ở đây nè, những cái vị thế mà mua ở đây nè thì nó bùng nổ cái là em chốt hết, chỉ giữ lại những cái cổ phiếu như GVR, SJC. À, BHR là những cái cổ phiếu nó đã vượt đỉnh, tuy nhiên gì chúng ta phải quan sát nếu nó có tiếp tục đi lên hay không, hay là nó vùng nếu mà nó thị trường mà bùng nổ mà nó lình xình ở đây dễ, rất dễ ăn ngay cú điều chỉnh phía sau à, lưu ý nha, chúng ta lưu ý nếu nó bùng nổ đi lên thì khi mà thị trường điều chỉnh nó phải giữ được cái vùng ở trên này hoặc là nó giữ được cái nền ở trên này à, thì nó mạnh à, lưu ý nha, chúng ta phải chiếu là tín hiệu của từng cổ phiếu để chúng ta ra quyết định. Rồi à, Long Hậu tiệm cận đỉnh thì coi thử là nếu thị trường bùng nổ nó có đi lên không, nó không đi lên thì phía sau nó là một cái cú điều chỉnh à, là một cái cú điều chỉnh rất lớn em, nhưng chúng ta phải nhìn được toàn bộ thị trường. Em sẽ update cho nhà đầu tư mình trong phiên à, trong phiên à, chúng ta nhìn này, nếu mà chúng ta nhìn những cái cổ phiếu này chúng ta không cần chúng ta chỉ nhìn quan sát này, tại sao những cái cổ phiếu thị trường bùng nổ mà những cái cổ phiếu này không lên, đáng lẽ nó phải là bùng nổ nó vượt đỉnh đi theo luôn đúng không, mà nó không đi lên nữa mà nó cứ lình xình xình ở đây trong vòng vài phiên thì chúng ta phải hiểu cái điều đó là gì, trong vòng vài phiên hiểu được chúng ta rất dễ ăn một cái cú điều chỉnh, tại đây là những cái cổ phiếu phía dưới đi lên nó chưa vượt đỉnh, còn những cái cổ phiếu như GVR, SJC thì nó đã vượt đỉnh rồi thì cao lắm thì sao mà nó điều chỉnh lại về vùng này, nó giống như trường hợp của cổ phiếu HCM đi ngang nè, rồi từ 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 nó tích lũy xong, nó tích lũy cả tháng cũng được bình thường, từ từ nó đi lên lại. Đó là những cái cổ phiếu của dòng khu công nghiệp để chúng ta chưa lưu ý, những cái cổ phiếu kênh dưới đi lên chưa vượt đỉnh và những cái cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi, nếu thị trường có sự điều chỉnh, ví dụ dòng bank nó đi lên mình đó mà thị trường có thể nó đi lên FOMO, nhưng mà giả sử thị trường nó có cái sự rung lắc này, thường nào thị trường nó phải có sự rung lắc này, tại sao cái lượng cung đây nó còn rất lớn đây để nó hấp thụ được cái vùng này, nó mất cả tháng 2 tháng là chuyện bình thường, lưu ý nếu mà thị trường nó kéo đi lên à, chưa biết là thị trường nó có đi lên không, nhưng cái vùng này là cái vùng lượng cung này chúng ta phải cẩn thận, đó là nếu mà thị trường sau thì khi mà thị trường nó điều chỉnh thì cái dòng chứng khoán nếu mà thị trường nó xảy ra cái cú điều chỉnh khoảng tầm vài chục điểm à, sau Tết á, sau Tết vài ví dụ sau Tết 2-3 tuần thị trường nó ăn ngay cú vả, thì những cái cổ phiếu chúng ta nên chú ý là HCM, MBS, HCM, MBS, hay là những cái cổ phiếu gì SI, VCI, CTS, VDS, CTS, đó. Đây là những cái cổ phiếu gì nếu trường hợp nó đi lên mà thị trường nó chỉ cần là đi lên cái vùng này mà nó không vượt đỉnh nữa, thì ăn ngay cú vả này nè, thì những cái cổ phiếu này nè nó có cái game tăng vốn gì đó, ví dụ như VDS này. Là MES, mình nếu mình nếu mà riêng em chọn, nếu mà thị trường nó điều chỉnh mà những cái cổ phiếu này nó rũ nè, điều chỉnh nè, thì HCM, MES là hai lựa chọn ưu tiên đầu tiên, sau đó là VDS, SI, VCI đó, VND là những đường nào nó không phải tăng vốn, chúng ta có cái game tăng vốn, nhưng mà tính thời điểm chúng ta mua nó sẽ quyết định là chúng ta bị lỗ ngắn hạn hay là lãi trong ngắn hạn. À rồi ấy, chúng ta nếu mà chúng ta muốn mua dòng chứng khoán chúng ta phải chờ một cái nhịp điều chỉnh lớn của thị trường 50 80 điểm là bình thường nếu thị trường đi lên à, nếu thị trường đi lên à, nếu thị trường đi lên ví dụ như nếu mà thị trường đi lên, nếu mà thị trường đi lên thì dòng ban những cái cổ phiếu dòng ban như STB ban Ocean ban rồi MSB rồi việc đi lên đúng không, đi lên những cái vùng này, tuy nhiên sao nếu mà đi lên cái dòng ban không mà cái dòng khác nó không đi lên thì những cái dòng khác như là dòng chứng khoán, dòng bất động sản thì nó ăn ngay cú vả. Rồi chúng ta sẽ review một chút về cái dòng còn lại, dòng thép, dòng thép gần như nó không có gì để review luôn các bạn, gần như bản chất nó bằng là tích lũy, nó khoảng chưa có những cái điểm nhấn gì à, chưa có những cái điểm nhấn gì được gọi là vào sóng, câu chuyện về cơ bản nó cũng chưa có ủng hộ, bản chất nó bằng là tích lũy, nếu mà những cái cổ phiếu thép này họ phát là nó rủ về những cái vùng nền này nè thì mình mới mua, còn không thôi, còn không á là nó tích lũy đây nè, tích lũy chán chê cả tháng nữa
thì mình mới để ý. Còn không bây giờ không rớ các bạn, không rớ. Ho sen bản chất nó vẫn tương tự, nó không khác gì hết. Nó đang tiệm cận đỉnh là tại sao nó không đánh lên, cho dù nó bùng nổ đi lên được, nhưng mà giả sử nó bùng nổ lên có vào sóng không, chưa chắc gì chúng ta vào sóng được, thì nó chưa tạo ra sóng. À, nhưng mà chúng ta cứ theo dõi nó, đặt bút chúng ta theo dõi. Nhưng mà những cái cổ phiếu này nè, nó mà rủ xuống về cái vùng này nè, mà nó tạo nền, nó nghĩa là nó thì này, chúng ta lưu ý có một cái câu trăm một cái câu mà chúng ta nên lưu ý: siêu cổ phiếu mà dòng dẫn nó chỉ xuất hiện sau khi thị trường điều chỉnh, đó là câu bất di bất dịch. Và hiện tại thị trường nó chưa có điều chỉnh thì không thể nào mà xuất hiện thêm một sóng ngành nữa. Đúng rồi nha, đúng rồi nha. Thị trường có điều chỉnh không? Thị trường chưa có điều chỉnh. Ví dụ thị trường nó kéo lên cái vùng 1230, 40, 50 này nè, sau nó ăn ngay cái cú điều chỉnh về lại những cái vùng 1200 chẳng hạn gì đấy, hay là 1180 gì đó, ăn ngay cái cú điều chỉnh khoảng tầm 50 điểm, 60 điểm gì đó. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo ra cái vùng tích lũy này. Và đây là cái cơ hội sau điều chỉnh này, là sẽ có cái dòng dẫn nó đi lên. Và dòng chứng khoán chúng ta không nên bỏ qua. Vậy dòng chứng khoán là cái dòng nó có nhiều câu chuyện để nó tạo ra sóng sau cú điều chỉnh. Là khi nào nó điều chỉnh thì chúng ta không biết, lưu ý nha. À, nhưng mà chúng ta cần lưu ý nè, tính thời điểm để chúng ta giải ngân mua mới không phải là thời điểm này. Nếu thị trường nó FOMO, chúng ta chỉ giải ngân được ở những cái cổ phiếu nó xác định chu kỳ của nó vào ví dụ như những cái cổ phiếu của dòng banh. À, dòng khu nghiệp cũng không có cổ phiếu nào để giải ngân mua mới luôn, còn như toàn bộ này để giải ngân mua mới chỉ có những cái cổ phiếu kênh dưới dòng banh, nếu nó xác nhận nha. Còn nó không xác nhận là thị trường nó báo hiệu sớm cho thị trường là đường nào nó cũng ăn ngay một cái cú quả. Rồi các nhóm ngành còn lại chúng ta nhìn này, dầu khí nè, BMS, bản chất nó vẫn là tích lũy thôi, nó đâu có gì đâu, lên nó test, lên nó test, nó vẫn là tích lũy. Chúng ta mua ở đây, lên đây chúng ta bán, chúng ta chốt lãi, đó là chúng ta đang đánh ngắn. Có nghĩa là nó chỉ phù hợp đánh ngắn ở đây. Dòng này thôi, có đánh về BBD nè cũng đó. Nếu đây tiến về những cái vùng kháng cự, đây là những cái vùng kháng cự nè, chúng ta xem thử nếu nó về những cái vùng này nó sẽ phản ứng như thế nào. Ví dụ đây là ví dụ chúng ta có những cái vị thế ở đây, thì về những cái vùng này thì chúng ta có thể chốt lãi được đó. Thì đường nào sau những cái nhịp này nè, chúng ta có thể chốt bớt 1/2 này, sau những cái nhịp này thì chúng ta có thể là thì vì sao những cái cổ phiếu này nó có sự tích lũy. Sự tích lũy, nếu mà nó có sự tích lũy, một cái sự tích lũy tầm khoảng tầm 3 đến 4 tháng thì đường nào nó cũng có sóng thôi các bạn. Nhưng mà chúng ta mua nếu mà nó bùng nổ đi lên luôn thì không phải là thời điểm để chúng ta mua, đó là thời điểm chúng ta có thể chốt lãi mặt sinh hoặc là chốt lãi một phần. Sau đó chúng ta chờ quan sát tiếp. Đó là những cái cổ phiếu của dòng dòng B đúng không? Dòng vận tải đúng không? Dòng vận tải thì nhiều nhà đầu tư mình cũng hỏi cái dòng vận tải thì hiện tại bản chất nó vẫn là tích lũy. Nếu mà chúng ta mua chúng ta chỉ thả câu, cái gì thả câu thì chúng ta không biết nó đúng hay sai. Thả câu chứ thả 10, 20, 30%. Thả câu nghĩa là chúng ta dò đường mà. Dò đường thì chúng ta gọi là dò đường chặt thì sao? Thì chúng ta không nên mua thêm, lưu ý nha. Chúng ta dò đường chặt thì chúng ta một rút ra, còn hai là chúng ta không mua thêm. Chúng ta dò đường mà đi đúng đường thì chúng ta mới đi thêm. Những cái cổ phiếu trong dòng này chúng ta có những cái cổ phiếu hay là chúng ta có những cái dòng mà hóa chất thì nó cũng có những cái câu chuyện đi lên, tuy nhiên nó đang điều chỉnh. Đó, những cái cổ phiếu này muốn mua đúng không, rủ xuống đây cái là vô tiếp nhịp mới đúng không, hay là những cái cổ phiếu mà HAH của dòng dòng này đúng không, nó cũng có dòng tiền vào, tuy nhiên sao nó đang gặp những cái vùng kháng cự đây. Vùng kháng cự đây thì ít nhất một là nó gì, nó hấp thụ ở đây, hai là nó đi ngang, sau đó gì rủ thêm cái nữa, còn không là nó phải hấp thụ ở đây. Hoặc không là nó phải hấp thụ cái vùng nền này, hấp thụ cái vùng đỉnh lượng cung này trước khi để nó muốn đi lên. Chứ mà chứ ngày thứ hai mà nó bùng nổ, cái nhà đầu tư bay vô phát là về ngắn hạn rất dễ bị những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh đúng không? Rồi hay là VOS gì nữa đó. Rồi đó. Rồi chúng ta cùng nhìn lại rồi các dòng bất động sản thì sao. Dòng bất động sản thì bản chất nó không khác gì cái dòng còn lại. Bất động sản chúng ta nhìn để bất động sản chúng ta thấy nè, có Nam Từ Liêm đi lên, đây là cái cổ phiếu có cơ bản và nó đã đi lên, tuy nhiên quá trình đi lên nó sẽ không có dễ dàng, xu hướng về mặt xu hướng nó đã đi lên, trong quá trình đi lên đây có phải là thời điểm mua không? Nếu mà nó tạo ra cái nền dài đây nè, đây là chưa có nền ngắn thì rất khó để mua. Nam Long là phát trong cái nhóm này chỉ có một phát đạn nó đã xác nhận đi lên, tuy nhiên nó vẫn còn lường, nó giống như trường hợp của HCM, có thể nó gì thị trường đi lên chưa chắc gì đi lên, nó cứ lình trình, miễn sao nó không vi phạm thì những cái vị thế này chúng ta giữ. Nếu như trường hợp này chúng ta bắt kêu những nhà đầu tư mà mua vị thế của HCM ở đây sau kêu họ bán được, nó có vi phạm gì đâu để bán hả? Nó chỉ chờ điểm mua thêm, hay là những cái cổ thằng phát đạt là gì nè, vì những cái vị thế chúng ta mua đây thôi thì cứ để cho nó vận động như nào. Ví dụ nó bùng nổ lên đây có phải là điểm mua, nó bùng nổ đây, nếu mà nó có bùng nổ với dòng tiền vào rất mạnh, và chúng ta phải nhìn thêm những cái thằng khác như 55, nó phải vượt đỉnh với dòng tiền trên 8 triệu nó có không, chưa không, thì nó tạo ra cái hiệu ứng là kỳ vọng là có sóng cho cái dòng này. Nhưng mà với cái dòng sự tích lũy trong giai đoạn này thì những cái cổ phiếu này đường nào nó cũng sẽ đi lên theo thị trường và nó có sóng, nhưng tính thời điểm nó chưa phải thời điểm này. Có thể là gì, chúng ta lưu ý lại một câu này,
các dòng nào mà nó muốn vào sóng, nó tạo ra con sóng ngành, nó chỉ xảy ra sau khi thị trường điều chỉnh tất cả cái chu kỳ thị trường. Rồi ok này, chúng ta lưu ý này, sau khi thị trường điều chỉnh, thị trường nó tích lũy thì chúng ta có sóng gì, sóng band bắt đầu khởi động từ ngày 2 tháng 1 với cổ phiếu của ACB. À, đúng không? Chúng ta sau những nhịp điều chỉnh này, chúng ta có sóng gì giống của dòng đầu tư công, hay là sau khi thị trường nó tích lũy và cái nhịp điều chỉnh sau khi thị trường tích lũy này, đúng không? Thì cái nhịp này này, sau khi thị trường tích lũy và điều chỉnh và chúng ta có sóng gì? Sóng của dòng dòng chứng khoán, đúng không? Sau nhịp điều chỉnh bắt đầu từ tháng 4 này, từ ngày ngày tháng 4 này bắt đầu chúng ta có sóng gì? Sóng chứng khoán và thị trường bắt đầu đi lên. À, và hiện tại đây là cái sóng mà được dẫn dắt bởi dòng chứng khoán. Và đây là cái sóng được dẫn dắt với dòng gì? Dòng band, là cái dòng lớn thì kỳ vọng là thị trường nó sẽ đi lên xa hơn, cao hơn, và nó có thêm những cái dòng phụ đi lên nữa. Ví dụ có thể là sắp tới sau cái nhịp điều chỉnh thì có thêm cái dòng chứng khoán nữa, thì dòng công nghiệp thì nó đang đồng hành đó. Rồi đúng không, là trong sau cái nhịp điều chỉnh đây nè, đây là cái sóng tổng thể nè, lưu ý nha, đây là cái giai đoạn phục hồi đáy, đây là cái giai đoạn gì, sóng tổng thể nó kéo dài. À, đây là giai đoạn thực sự sóng tổng thể nó khởi động từ đây nè, tại vì trong giai đoạn này đi lên chỉ có dòng band đi lên thôi. Thì sau cái nhịp điều chỉnh này nè, sau cái sự điều chỉnh này nè, thì chúng ta mới có khoảng 3 tháng để các dòng các ngành đi lên, và sau cái nhịp điều chỉnh này nè, sau cái nhịp điều chỉnh từ một vùng 1.200 về lại cái vùng 1.000 thì chúng ta có một cái con sóng đó. Sau cái nhịp điều chỉnh thì những con sóng gì, band chứng thép nó đi lên. À, band chứng thép gọi là có sóng ngành của ba band chứng thép. Còn giai đoạn này tất cả các nhóm ngành đều đi lên trong giai đoạn này, đặc biệt trong từ giai đoạn này đó, đúng không? Rồi sau đó gì, thị trường xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh từ 1.400 về 1.200, thì chúng ta từ 1.400 về 1.200 thì trong cuối tháng 7 đầu tháng 8 chúng ta có sóng gì, tới tháng từ tháng 7 tới cuối tháng 7 tới cuối tháng 1 thì chúng ta có sóng gì các bạn, đó là sóng gì, sóng kinh khủng, đó là con đít sell, đó là sóng bất động sản. Và trong cái vùng mà thị trường nó đi ngang 4 tháng thì chúng ta vẫn có những con sóng trong cái sóng khu, trong cái sóng mà tạo ra cái sóng lớn của dòng bất động sản, thì nó vẫn có những cái sóng đi song song. Ví dụ như trường hợp chúng ta đang có cái sóng dòng band thì nó vẫn có cái sóng của khu công nghiệp nó đang đi theo, nhưng mà nó ít tác động về mặt chỉ số. Trong cái dòng này nè, trong giai đoạn này chúng ta ngoài cái sóng gọi là sóng bất động sản trong từ bắt đầu từ tháng 7, thì sau khi thị trường điều chỉnh thì sóng dòng nó xuất hiện, hay là cái cổ phiếu mạnh nó xuất hiện, siêu cổ phiếu nó xuất hiện này, đó là những cái cổ phiếu ít sell, HTC, Đạt Phương, là sau đó là tháng 11 nó bắt đầu những cái cổ phiếu như sell, đúng không? Rồi đó, trong giai đoạn này chúng ta cũng chứng kiến những con cổ phiếu của sóng gì, sóng bán lẻ với những cái cổ phiếu của DGW và những cái cổ phiếu gì, và sóng cái dòng đạm, đúng không? Thì chúng ta nhìn lại trong giai đoạn này nè, là cuối tháng 7 và đầu tháng 8, thì chúng ta nhìn lại cuối tháng 7 và đầu tháng 8 chúng ta thấy gì, bán lẻ nó cũng chạy song song với dòng ngồi cái cổ phiếu như là dòng Đạt Phương là, đúng không? Đạt Phương trong chu kỳ đó, ngoài những cái cổ phiếu của bất động sản nó có sóng, những cái cổ phiếu mà em đánh thì em nhớ thôi, Đạt Phương đúng không, rồi những cái cổ phiếu như là CKG này đó, à, trong những cái chu kỳ đó là đó, trong những cái chu kỳ đó là nó đi lên là đó tạo sóng nè, hay là những cái cổ phiếu IDG này đó nó tạo sóng nè, nó tạo sóng, hay là SSC nó tạo sóng nè, nó tạo sóng là từ giai đoạn gì, cuối tháng 7 đầu tháng 8 này đó bắt đầu nó tạo sóng nè, hay là những cái cổ phiếu gì SSC nó cũng tạo sóng, cái phiên em mua là phiên ngày 22 tháng 7 năm 2021 là cái phiên này nè, sau đó mua thêm 22 tháng 7 nè, 22 tháng 7 là phiên này, là phiên bùng nổ này đó. À, đó, rồi, hay là cổ phiếu của Nam Từ Liêm gì đó, sau đó cái cổ phiếu DIT cũng là cái cổ phiếu mà thần thánh nhất của Anna 7 đúng không, mà nhiều nhà đầu tư mình đều biết đến, sau đó là câu chuyện phía sau đó, đó đây là những cái cổ phiếu mà nó tạo ra những cái câu chuyện rất lớn nè, đây là đó, rồi, ngày 23 tháng 7 này bắt đầu nè, tạo ra, sau đó bắt đầu con sóng chính thức nó bắt đầu từ đầu tháng 8, chính thức bắt đầu từ 7 tháng 8, và nhiều cổ phiếu nó chạy rất mạnh. Ngoài ra chúng ta trong giai đoạn đó chúng ta thấy có những cái cổ phiếu DGW nè, trong giai đoạn mà cuối tháng 7 nè, cuối tháng 7 đầu tháng 8 nè, năm 2021 chúng ta cũng có sóng dòng không nè, sóng bán lẻ, sóng bán lẻ nè, cuối tháng 7 nè đó, cuối tháng 7 là ngày ngày 4 tháng 8 nè, ngày tháng 7 ở đây, tháng 7 là cuối tháng 7 đầu tháng 8 mà cũng có sóng gì, sóng bán lẻ nè, DGW nè, rồi FRT nè, FRT, sóng bán lẻ nè đó, FRT, rồi sau cổ phiếu gì nữa, cổ phiếu của những cái cổ phiếu dòng mà dòng hóa chất như Đạm Cà Mau là DGC rồi đó bạn, hay là dòng thép thì nó chạy tới tháng 10 là nó hết đó, những cái cổ phiếu như Đạm Cà Mau là tháng 7 nè đúng không, bắt đầu xuất hiện những cái cổ phiếu này đó cuối tháng 7 đầu tháng 8 nè, và nó bắt đầu cũng sóng bán lẻ đạm rồi hóa chất nhiều lắm các bạn đó. Nên chúng ta phải biết là gì, thị trường muốn có sóng, ví dụ dòng chứng khoán nó muốn có sóng thì nó phải gì, sau cái nhịp điều chỉnh
thì nó tạo ra con sóng, mà con sóng bắt sẽ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Rồi trong cái giai đoạn này chúng ta có những con sóng gì, sóng của dòng thủy sản, ví dụ như những cái cổ phiếu như ANV trong giai đoạn mà tầm tháng 2, trong giai đoạn này nè, trong giai đoạn này tầm tháng 1, tháng 2 chúng ta có những cái cổ phiếu như ANV là VHC, cho VHC VHC là tháng tháng này, giai đoạn này chúng ta có sóng tháng đó, đây những cái điểm mua của VHC này, đó. Vào ngày 8 tháng 2 này, hay là những cái cổ phiếu của ANV nào đó, ANV ngày 8 tháng 2 này, đó. Có nghĩa là sao? Nó vẫn có sóng nè, đó. Tháng 2, tháng 1, tháng 2 là sau những cái cú rũ bỏ nó bắt đầu nó vào sóng, con đoạn này thôi các bạn, đó. À, rồi hay là cổ phiếu dầu khí chúng ta có BSR nó cũng có sóng trong cái cuối tháng 1 này đó. Cuối tháng 1 đó, đó chúng ta có sóng cuối tháng 1 à, chúng ta có cái đoạn sóng này, có đoạn sóng của cổ phiếu BSR đấy đó, tháng 11 là xong tháng 1, tháng 2 đó, trước khi thị trường downtrend này đó. Rồi chúng ta nên nên chúng ta phải lưu ý một điều là nghe những cái dòng mà hiện tại thị trường nó đang đi lên, thị trường nó đang đi lên mà nó chưa gì chưa điều chỉnh, và thị trường khi mà thị trường nó chưa điều chỉnh thì làm gì chúng ta không có một cái con sóng ngành nào nữa hết, trừ một cái dòng đang chạy song song. Chỉ có ba cái cổ phiếu nó đang đi lên vượt đỉnh đó là IDC, GVR và SSC. Những cái cổ phiếu còn lại chưa vượt đỉnh, nó vẫn tiềm ẩn những rủi ro về cú điều chỉnh rũ bỏ, giống như cái cổ phiếu của dòng ban chưa vượt đỉnh, cái chia làm hai nhóm là vậy. Nên là gì, một cái câu mà chúng ta nên nè, chúng ta nên nhớ nè, chốt cái câu để trong cái video này muốn gửi nhà đầu tư mình, đó là gì? Thị trường chỉ xuất hiện siêu cổ phiếu hay một cái nhóm ngành tiếp theo dẫn sóng đi lên sau bên khu công nghiệp phải chỉ xảy ra chứ chỉ xảy ra chỉ xảy ra sau một sau cái nhịp điều chỉnh lớn, sau giờ điều chỉnh không biết lớn không tùy thôi. Ok, chúng ta lưu ý chúng ta lưu ý cái câu trong câu này, có hiện tại gì chúng ta sẽ chưa thấy được một cái, nhưng có những cái cổ phiếu ví dụ chúng ta thấy là cổ phiếu chứng khoán có thể đi lên, tuy nhiên nó có sóng chưa chưa nó chỉ xảy ra sau nhịp điều chỉnh, chúng ta lưu ý chỉ xảy ra sau nhịp điều chỉnh, và mỗi chu kỳ đều lặp đi lặp lại điều đó. Rồi ok, em sẽ kết thúc cái video này. Và trong cái video này là cũng là cái video đầu xuân tới gửi tới nhà đầu tư mình, thì cũng em cũng xin chúc tất cả nhà đầu tư mình một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và sẽ thành công, đặc biệt là sẽ đầu tư thành công. Và chúc tất cả các khách hàng của Phương Nghĩa Investing sẽ đồng hành cùng hệ thống Phương Nghĩa Investing sẽ đầu tư thành công trong cái năm 2024 này. Rồi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhà đầu tư mình trong cái video tiếp theo.